chào quý khách hàng quen thuộc của Cường.vn. Ngày hôm nay thì Đoan Trang rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video lần này. Hiện tại thì Đoan Trang đang có mặt tại showroom 39 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội. Như các bạn đã biết thì trong tháng 7 vừa qua, chúng tôi đang triển khai chương trình check-in nhận phụ kiện zin. Và đây là poster được dán tại cửa hàng mà bất kỳ khách hàng nào tới đây cũng có thể dễ dàng nhìn thấy và được nhân viên của chúng tôi tư vấn để có thể tham gia chương trình. Chính vì vậy mà chương trình nhận được rất nhiều sự ủng hộ của quý vị. Vì vậy mà chúng tôi quyết định kéo dài chương trình đến cuối tháng 8. Vậy thì chương trình này có gì mà thu hút đến thế? Đoan Trang xin phép được nhắc lại thể lệ cũng như cách thức tham gia để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Trước hết, chương trình này chỉ được áp dụng đối với 8800EAT mua tại cường.vn. Như các bạn đã biết thì Nokia 8800 đã ngừng sản xuất từ lâu. Chính vì vậy mà việc mua được một chiếc máy đầy đủ hộp phụ kiện là điều vô cùng khan hiếm. Ngoại trừ dòng vàng hồng, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ hộp phụ kiện thì việc bỏ ra từ 10 đến vài chục triệu đồng chỉ có máy và sạc là một điều khá là thiệt thòi đối với khách hàng. Hiểu được nhu cầu đó, Cường.vn đã triển khai chiến dịch check-in nhận phụ kiện zin, đưa ra những phụ kiện cần thiết nhất để các bạn có thể lựa chọn khi mua máy và tham gia chương trình tại cửa hàng. Sau đây Đoan Trang xin giới thiệu tiện ích của từng loại phụ kiện để các bạn có thể lựa chọn một trong số đó khi check-in tại cửa hàng. Pin 4U, các bạn sẽ có thêm một chiếc pin thay thế khi phải đi xa mà không tiện sạc máy. Khi đó một chiếc pin được sạc đầy siêu cua chính là sự cứu cánh không thể tuyệt vời hơn trong những lúc cần thiết để liên lạc. Bộ dây sạc bao gồm sạc dây và cáp USB. Một chiếc sạc dây nơi có ổ cắm và sạc cáp USB dùng trong xe ô tô chẳng hạn luôn có sự chuẩn bị mọi lúc, mọi nơi. Sạc cốc, một trong số phụ kiện được yêu thích. Đặt máy lên thế này rất là đẹp, sang trọng đúng không ạ? Có thể dùng để trên bàn làm việc, vừa sạc được điện thoại, vừa thể hiện sự ngăn nắp, sang trọng, góp phần tăng thêm nét đẳng cấp cho chiếc máy của bạn. Tai nghe Bluetooth, đối với những khách hàng thường xuyên phải di chuyển, cầm lái thì một chiếc tai nghe Bluetooth là phụ kiện hữu dụng và được ưa thích nhất vì sự an toàn và lợi ích của nó khi sử dụng. Bao da, đối với phần đa khách hàng là nam giới, đôi khi chúng ta thường sơ ý khi sử dụng điện thoại, ví dụ như là đánh rơi hay là va đập. Vì thế, một chiếc bao da luôn là thứ không thể thiếu đối với chúng ta, bảo vệ cho chiếc điện thoại khỏi những va chạm thường xảy ra. Để nhận được một trong những phụ kiện dưới đây thì chỉ cần thực hiện một vài thao tác rất là đơn giản thôi. Ngay sau đây thì Đoan Trang sẽ hướng dẫn các bạn một cách thật tỉ mỉ nhé. Bước 1, các bạn vào trang điện thoại đẳng cấp gạch ngang cường.com.vn. Sau đó like và share bài viết về chương trình check-in nhận phụ kiện zin xuất hiện ngay đầu trang. Bước 2, nếu bạn mua máy trực tiếp tại showroom cường.vn, bạn hãy chụp ngay một bức ảnh máy vừa mua tại cửa hàng, đăng tải ảnh trên trang cá nhân, đồng thời check-in tại điện thoại đẳng cấp gạch ngang cường.com.vn số 39 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội cùng một câu mô tả thật hay và ngắn gọn. Còn nếu như các bạn mua hàng online, các bạn có thể nhờ nhân viên bán hàng gửi hình chiếc máy mà bạn đặt mua, rồi sau đó đăng ảnh và check-in tương tự nhé. Bước 3 cũng chính là bước cuối cùng. Sau khi chúng tôi kiểm tra bạn đã hoàn thành đầy đủ các bước trên thì bạn chỉ cần lựa chọn ngay một trong những phụ kiện trên và chúng tôi sẽ gửi tặng kèm với chiếc máy của bạn. Đoan Trang cũng xin được bật mí đối với những khách hàng đang có ý định tham gia chương trình check-in nhận phụ kiện zin. Theo một cuộc khảo sát nhỏ tại cường.vn thì phụ kiện được khách hàng lựa chọn nhiều nhất đó chính là tai nghe Bluetooth. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng bao da để tránh khỏi những xước sát cũng như va đập không mong muốn. Và đây cũng chính là phụ kiện được xếp thứ hai trong những phụ kiện được yêu thích nhất tại showroom của chúng tôi. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, bạn đã có thêm một phụ kiện vô cùng hữu dụng đối với chiếc điện thoại 8800 của mình. Và hãy nhanh chóng tham gia chương trình, bởi vì chương trình của chúng tôi chỉ kéo dài đến hết tháng 8 thôi. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube cường.vntv để lại những ý kiến gợi ý về những chương trình khuyến mại tiếp theo mà bạn mong muốn chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!